Kho bãi hàng Bắc có chuyện rồi. Sao cơ? Tránh ra, tránh ra. Cha nuôi, xảy ra chuyện gì vậy? Dương Xuân, con nhìn xem hắn là ai. Oai ngực đáp: Đại tổ, đại tổ, lâu không gặp, khỏe không? Tên khốn này, sao không chết trong đại lao luôn đi? Nói gì vậy? Lý Lão Cản, Lý Lão Cản, có phải ông nhớ ta không? Suốt ngày nhắc đến ta phải không? Ông xem, Diêm Vương cũng chẳng dám nhận ta. Bây giờ ta lên như vừa gặp gió rồi. Nhìn xem, đám người đứng sau ta đây đều nghe lệnh của ta hết đó. À đúng rồi, ta quên giới thiệu với mọi người. Ta Oai ngực đáp, nay được hoàng quân bổ nhiệm là tổng quản của kho bãi hàng Bắc. Từ hôm nay trở đi, kho bãi hàng Bắc sẽ do ta cai quản. Dựa vào đâu mà ngươi quản chứ? Dựa vào đâu? Tại sao đòi quản chứ? Ta không đồng ý. Chẳng dựa vào đâu cả, trong tay có súng thôi. Có súng thì sao? Có súng thì to lắm mà, thì ghê gớm lắm mà. Các huynh đệ, nghe ta nói một câu, mọi người ra ngoài kiếm sống đều vất vả. Kho bãi hàng Bắc chỉ là có thêm một con chó trong nhà, không hề trở ngại đến các huynh đệ chạy xe làm ăn. Thế này, mọi người nể mặt ta, hôm nay chúng ta tạm thời nín nhịn cục tức này, rồi sẽ tính việc lâu dài. Đúng, cứ quyết định vậy đi. Rừng xanh còn đó, lo gì không có củi đun. Các huynh đệ, làm việc đi, làm việc đi. Đi đi, làm việc đi. Đi, làm gì? Các anh em, canh chừng đám thợ thối tha này cho ta. Kẻ nào lười biếng, không chăm chỉ làm việc, cứ đánh thật lực cho ta. Rõ, nếu không nghe lời thì lôi ra ngoài xử luôn. Đi, đi thôi. Đại tổ, sao lại như vậy? Không ngờ Oai ngực đáp vẫn chưa chết, bây giờ còn cấu kết với tiểu quỷ tử, trở thành người phụ trách kho bãi hàng Bắc. Chắc chắn lại là trò đểu của Mã Bưu. Từ giờ trở đi, mỗi một lô hàng đều phải qua tay Oai ngực đáp kiểm tra. Muốn dùng xe hàng để rời khỏi Thạch Môn, e là khó hơn lên trời. Các đồng chí ngoài thành chỉ có thể chờ chúng ta 7 ngày thôi. Nếu bây giờ không đi, e là đội trưởng Dương không đi được nữa. Chắc chắn sẽ nghĩ ra cách thôi. Nhưng tôi lo là Yến Gia cách kho bãi hàng Bắc quá gần. Nếu tôi với Yến Triệu bị bại lộ thì đem lại nguy hiểm cho mọi người. Đội trưởng Dương nói đúng. Oai ngực đáp được cử đến để quản lý kho bãi hàng Bắc, chứng tỏ Asamoto không hề tin tưởng chúng ta. Bây giờ Triệu Nhi và đội trưởng Dương ở nhà chúng ta, chắc chắn rất nguy hiểm. Chúng ta phải tìm một nơi để họ trốn đi. Bây giờ khắp thành đều là quân Nhật, trốn đi đâu được chứ? Mẹ, con biết một nơi. Theo một tình báo đáng tin cậy, gã đội trưởng du kích đảng Cộng sản chặn đánh chúng ta ở Hổ Sơn lần trước, đang ở trong thành trị thương. Do chúng ta đã phong tỏa cổng thành nên tạm thời hắn chưa thoát ra được. Theo như tin tức của nhân viên tình báo, gã đội trưởng du kích này tới đây sẽ rời đi. Cậu bắt đảng ngầm suốt bao lâu như vậy mà chút chuyện này cũng không điều tra ra sao? Thái quân bớt giận. Là tại hạ thất trách, xin Thái quân cho tôi thêm cơ hội. Tôi nhất định sẽ toàn lực truy bắt, lập công chuộc tội. Nhất định bắt được đội trưởng du kích, lập tức lục soát toàn thành. Nếu còn không bắt được người thì mang đầu của người đến gặp ta. Nghe rõ chưa? Rõ. Đi thôi. Là hắn sao? Không phải. Đi, lại đây. Không phải hắn. Ngươi, lại đây. Không phải. Đi. Ngươi, lại đây. Cô. Vậy thúc, Trượng Nhi, Quân Nhi sắp xếp thế nào rồi? Yên tâm đi, mọi người rất an toàn. Vậy thì tốt. Cũng không còn sớm nữa, hai đứa về phòng nghỉ ngơi đi. Vâng, hai người cùng nghỉ ngơi sớm đi. Về phòng đi. Mẹ, con muốn bàn với mẹ một chuyện. Quân Nhi, ta biết con muốn nói gì. Ta đã nói với con rồi, đừng có tơ tưởng đến chuyện đó nữa. Không được là không được. Về thúc thúc, bây giờ đất nước gặp nạn, phàm là thanh niên nhiệt quyết đều muốn bảo vệ nước nhà.
con đường đường là một nam nhi, về lý phải đầu rơi máu chảy vì đất nước. Con biết thúc muốn tốt cho con, sợ con gặp nguy hiểm. Nhưng nếu sự an toàn của con phải đánh đổi bằng sự nhẫn nhục, nén giận chịu đựng, thì con thà không cần. Về thúc thúc, nếu ai cũng bo bo giữ mình, thì sớm muộn sẽ có ngày cả Trung Quốc đều sẽ bị xâm lược giày xéo, tổ chim bị lật, làm sao trứng còn vẹn nguyên. Về thúc, Quân Nhi đã lớn, có suy nghĩ riêng của mình. Con nghĩ chúng ta nên tôn trọng quyết định của em ấy. Sao hai đứa vẫn chưa chịu hiểu ra vậy? Quân Nhi, mạng của con là do bao nhiêu người đổi lại được. Nếu con có mệnh hệ gì, thì con bảo bọn ta ăn nói với cha mẹ con thế nào đây? Dương Xuân, muội nói mau đi, thằng bé này cứng đầu quá. Muội có thể nói gì chứ? Trong lòng muội đương nhiên không nỡ. Từ khi muội biết Triệu Nhi đang kháng Nhật, muội chẳng có ngày nào ngủ yên giấc. Nhưng muội còn làm thế nào được đây? Con nói lời có lý, ra quyết định đúng đắn. Không hổ danh là con trai của Đảng Cộng sản. Giả lại Quân Nhi làm những việc này cũng không phải là vì bản thân. Chúng ta còn sống chết ngăn cản thì có ra làm sao không? Mẹ, nói vậy là mẹ đồng ý rồi. Mẹ không đồng ý thì làm thế nào? Với tính khí của con, cho dù mẹ không đồng ý thì con cũng nghĩ cách làm cho bằng được. Từ sau khi nghe đội trưởng Dương giải thích, mẹ đã thông suốt hơn rất nhiều. Đảng Cộng sản là thực sự tốt cho nhân dân, vậy thì chúng ta phải ủng hộ. Không có nước lớn, sao có nhà nhỏ? Mẹ nói đúng. Dương Xuân, ta biết những đạo lý muội nói đều đúng cả. Ta chỉ lo cho sự an nguy của Quân Nhi thôi. Muội biết muội không lo cho nó chắc. Cười gì mà cười? Con muốn đi theo đội trưởng Dương thì đội trưởng Dương phải chấp thuận đưa con đi mới được chứ. Vậy thúc thúc, nói như vậy là thúc cũng đồng ý rồi. Mẹ con đã nói đến nước này rồi, ta không đồng ý thì làm thế nào được? Báo cáo cục trưởng, đã lục soát hết mọi nơi có khả năng, nhưng vẫn không có manh mối gì. Đồ ăn hại, một lũ vô dụng, tìm một người cũng không tìm được. Ngươi còn có thể làm được gì? Không tìm thấy thì tiếp tục tìm. Nhưng vậy cái gì? Ngươi có biết không tìm được thì người Nhật sẽ bắn chết chúng ta không? Tiểu tử ngươi muốn chết, nhưng ta thì không. Bắn chết, súng bắn bị thương. Đại tá Asamoto từng nói, gã đội trưởng du kích đó đến Thạch Môn để trị thương, hắn bị trúng đạn. Chắc chắn sẽ không dám đến bệnh viện lớn. Thế này, ngươi dẫn theo toàn bộ cảnh sát, tìm từng phòng khám một cho ta, bắt hết tất cả bác sĩ về đây, ta thẩm vấn. Vì sao lại bắt tôi vào đây? Tôi phạm tội gì? Làm gì vậy? Tại sao bắt chúng tôi? Tất cả nghe rõ đây cho ta. Bây giờ các ngươi không có lỗi gì cả. Các ngươi chỉ cần thành thật khai báo rõ ràng gần đây đã khám bệnh cho những ai, nhất là người bị thương do đạn bắn, thì các ngươi sẽ vô tội được thả. Còn nếu không, có thể ta sẽ gán cho các ngươi tội danh thông đồng Đảng Cộng sản. Đây là tội rơi đầu đấy. Không ai nói à? Được. Có người đầu tiên. Thì sẽ có người thứ hai.
Nếu không thì chọn ngươi đi. Tôi nói. Làm gì hả? Nói đi. Là Yến gia. Là nhà ai cơ? Nhà Yến Dương Xuân. Nhưng không phải bà ấy bị thương, mà là cho một người đàn ông ở đó. Bà ấy chi một số tiền lớn mời chúng tôi đến trị thương cho người đó. Tốt lắm. Tốt nhất ngươi đừng lừa ta. Không dám. Tôi không dám nói bậy đâu. Đi. Hoặc là bây giờ giao nộp con trai của Thạch Thiên Kỳ, ta sẽ thả nó ra. Còn không, ta sẽ đưa nó đi. Mã Bưu, chỗ bọn ta không có con trai của Thạch Thiên Kỳ. Nhóc con, không phải ta muốn bắt ngươi, mà là mẹ ngươi không cần ngươi. Đi. Mẹ ruột của ngươi tên Phàn Nguyệt, ngươi hãy chết cô ta tên là Yến Dương Xuân. Vì sao cô ta giữ ngươi lại ở bên mình? Chính là để cô ta giữ được một tiếng tốt, là người nhân nghĩa. Bây giờ ngươi bị ta bắt đi, vừa đúng với ý của cô ta. Cô ta có thể rảnh tay không quản nữa rồi. Ngươi đúng là đồ ngốc. Người mà ngươi gọi là mẹ đã hại chết mẹ ruột của ngươi, vậy mà ngươi còn mong muội nhận giặc làm mẹ. Ngươi còn muốn cô ta đến cứu ngươi. Đừng có nằm mơ nữa. Đập cửa. Các ngươi làm gì vậy? Các ngươi làm gì? Người đến không thiện, mọi người cẩn thận. Ta nói lại lần nữa, chỗ bọn ta không có con trai của Thạch Thiên Kỳ. Nhìn thấy rồi chứ, mẹ ngươi căn bản không đến. Cô ta không đến cứu ngươi. Nếu mấy ca ca của ngươi bị ta bắt, thì liệu cô ta có thấy chết không cứu không? Cô ta giả nhân giả nghĩa. Cô ta nhận nuôi ngươi là vì thanh danh của bản thân. Bây giờ cô ta dứt bỏ ngươi cũng là vì thanh danh của bản thân. Yến Dương Xuân,
chính là một kẻ ích kỷ hiểm độc đạo đức giả. Ta tin rằng đến một ngày ngươi sẽ nhìn rõ bộ mặt của Yến Dương Xuân. Lục soát, dựa vào đâu lục soát nhà ta? Dựa vào việc bà chứa chấp đảng Cộng sản. Đủ chưa? Trong người này có quen không? Lục soát, lục soát, lục soát, mau lên. Báo cáo cục trưởng không có, không có, không có, không có. Bên này cũng không có. Báo cáo không có. Cục trưởng, không tìm thấy. Thế này là sao? Tôi không nói dối. Không nói dối. Vậy người đâu? Tôi không biết. Dẫn đi. Phùng Gia Thụy, ngươi dựa vào đâu mà tùy tiện lôi một bác sĩ tới đây vu oan cho bọn ta? Ta nói người biết, nhà bọn ta không chứa chấp đảng Cộng sản gì cả, càng không có người đi làm hán gian. Kho bãi hàng Bắc các người đã hợp tác với người Nhật rồi, ngươi còn làm bộ làm tịch gì nữa chứ? Ngươi có tin chỉ dựa vào mấy câu vừa rồi của ngươi? Ta đã có thể giết ngươi rồi không? Có giỏi thì ngươi. Có gì? Nói đi. Không nói nữa à? Cậu bé, nói cho thúc thúc biết, hôm nay trong nhà có phải còn có vị khách khác tới không? Trận Nhi, Triệu Nhi, con mau đưa bác sĩ Thạch và con trai ngài ấy xuống dưới tầng hầm. Đã lục soát sân sau chưa? Rồi à? Lục soát kỹ chưa? Lục soát kỹ rồi à? Dẫn hai người họ, dẫn đi. Rõ. Đi, đi, đi mau.
bê cái hòm ra. Mở ra. Cục trưởng, có đường hầm. Xuống dưới tìm. Rõ. Cục trưởng, không có gì cả. Rút. Rút. Gã Phùng Gia Thụy này từ nơi khác tới mà. Sao hắn lại biết nhà chúng ta có hầm ngầm? Ta cũng thấy buồn bực. Gã Phùng đáng chết đó làm đủ mọi chuyện xấu trên đời. Chuyện này còn làm khó được hắn à? Nhưng không biết vì sao, con cứ cảm thấy Phùng Gia Thụy này nhìn quen quen. Con còn từng gặp chị gái của hắn. Cô ấy từng cứu con và Thăng Nhi, là một người tốt, rất lương thiện. Chị gái hắn còn từng nói với con, gã Phùng Gia Thụy này bị bệnh ho từ nhỏ, điểm này rất giống với Thăng Nhi nhà ta. Bậy bạ, con đừng so sánh hắn với Thanh Nhi. Rắn chuột một ổ, cấu kết với nhau. Gã Phùng Gia Thụy đó là hắn gian, thì chị gái của hắn cũng chẳng tốt đẹp gì. Ta nói con nghe đang đang. Con hãy nhớ, loại người này về sau qua lại với bọn họ ít thôi. Bây giờ kho bãi Hàng Bắc bị Oai Ngực Đáp nắm giữ, chúng ta lại bị Phùng Gia Thụy để mắt tới. Sau này làm việc gì cũng có hàng chục con mắt canh chừng chúng ta. Việc cấp bách hiện giờ chính là nghĩ cách để đưa nhị đệ và đội trưởng Dương ra khỏi thành. Đúng vậy, chúng ta phải nghĩ cách. Cục trưởng, sao gấp vậy? Cục trưởng, tôi vừa nhận tin, vì không bắt được đội trưởng đội du kích nên đại tá Asamoto bị cấp trên mắng. Ta theo chân bọn họ
từ Bảo Định đến Thạch Môn, bọn họ có thể làm ra những chuyện gì? Ta hiểu rõ hơn ai hết. Bây giờ làm sao đây? Thế này đi, người cứ nói với họ, gã đội trưởng du kích đó nhất định vẫn chưa ra khỏi thành. Chúng ta đã tìm kiếm ra manh mối, trong vòng 3 ngày nhất định sẽ bắt được hắn. Vậy nhỡ không tìm được thì sao? Ta bảo ngươi làm sao thì ngươi làm vậy đi. Hỏi nhiều quá làm gì? Còn không mau đi. Dừng. Chị à, em đây. Chị, em là Gia Thủy. Được, em biết chị không muốn nghe em nói. Không sao, vậy em nói chị nghe. Chuyện này vô cùng quan trọng. Bây giờ chị lập tức thu dọn đồ đạc và tiền. Khi trời vừa tối thì đến ngay cục cảnh sát tìm em. Nghe thấy chưa? Có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì đâu chị, yên tâm đi. Có em đây. Được, chị biết rồi. Nào, cuốn cho chặt vô. Đông Nhiên ca, Đông Nhiên ca, báo cho Quỳnh một tin vui. Là muội muốn được người Nhật tín nhiệm chúng ta hơn. Nhưng mà ta nói muội nghe, vô ích cả thôi, đều là giả tạo. Đến khi chúng ta hết giá trị lợi dụng thì họ sẽ phủi mông đi luôn. Chúng ta sẽ chẳng được gì cả. Chúng ta bán những thứ này đi, vàng bạc chảy vào túi chúng ta, như vậy mới thiết thực. Bây giờ chiến tranh loạn lạc, Quỳnh mang đi đâu bán chứ? Muội nghĩ vẫn nên tặng cho người Nhật, có lợi cho chúng ta. Muội quên rồi à, trong làng Sa Gia ở bên ngoài thành Nam có người chuyên mua bán món này. Tiền về tay một cái là vài ba năm chúng ta không cần làm việc nữa luôn. Chỉ ở nhà nằm ăn uống no say thôi. Tiền tiêu không hết.
Được rồi, đừng nói nữa. Muội đã quyết, lô hàng này nhất định phải tặng cho người Nhật. Không được, không được mà. Đây là điều của chúng ta, không được đem cho người Nhật. Chúng ta phải giữ cho riêng mình. Đồng Nhiên ca, huynh đừng như vậy, bỏ tay ra. Dương Xuân, muội nghe ta nói đi, huynh bỏ tay ra. Đừng tranh cãi nữa. Tranh cãi gì chứ? Để ta đề xuất ý kiến cho. Oai ngược đáp. Người đến đây làm gì? Ta đến đây làm gì không quan trọng. Lời hai ngươi nói ban nãy ta đều nghe thấy hết rồi. Yến thủ lĩnh nói cực kỳ có lý, cực kỳ tuyệt vời. Đồ có giá trị thì phải tặng cho đại tá Asamoto. Coi như ngươi có tầm nhìn. Trong chuyện này chúng ta có chung suy nghĩ rồi. Phải chứ? Lượn sang một bên. Này võ mồm, rảnh rỗi ngươi chịu khó học hỏi Yến thủ lĩnh đi. Ngươi xem Yến thủ lĩnh suy nghĩ chu đáo như thế, đây gọi là gì nhỉ? Muốn câu cá phải thả dây dài. Chỉ có tặng đồ giá trị cho đại tá Asamoto thì về sau các ngươi mới có chỗ đứng. Chị Đan, Gia Nhạn, chị đứng bên ngoài gõ cửa rõ lâu mà không ai mở cửa. Thấy cửa không khóa nên chị liền vào thẳng. Nào nào, vào nhà đã, vào trong nói chuyện. Nãy em đang bận nên không nghe thấy. Chị ngồi đi, em rót trà cho chị. Không cần phiền đâu, chị đi ngay mà. Em chuẩn bị đi đâu à? Khả năng có việc phải rời đây vài ngày. Vậy à? Chị Đan, chị đến tìm em, có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì, chỉ là đến thăm em thôi. Chị Đan, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Đến cũng đến rồi, nếu em không giúp được thì chí ít cũng góp được cho chị mà. Là mẹ chị muốn nhờ em giúp một việc. Yến nữ hiệp ư? Mẹ nhờ chị chuyển lời, hỏi em có bằng lòng đi gặp mẹ chị không. Mẹ chị muốn nói chuyện trực tiếp với em. Nghe nói Yến nữ hiệp luôn đối đầu với người Nhật. Nếu vậy ấy muốn nhờ em giúp, em mà giúp được thì nhất định sẽ giúp. Gia Nhạn, em đúng là tốt thật đấy. Không giấu gì chị, em cũng có quan điểm riêng của mình. Gia Thụy đã làm không ít chuyện vô nhân đạo. Từ sau khi em biết được, chưa có ngày nào em ngủ yên giấc. Em cũng muốn làm chút chuyện gì đó, coi như là chuộc tội thay em trai. Chị Đan, bây giờ chúng ta đi luôn đi. Được. Cha nuôi, tụi con về rồi đây. Về rồi à? Trượng Nhi, rót ta chén nước nhé. Dạ. Hôm nay diễn kịch làm ta khô hết cả lưỡi. Trượng Nhi, con với dẹo Cẩu Thúc chuẩn bị đến đâu rồi? Yên tâm đi cô, mọi chuyện sắp xếp cả rồi. Được. Vậy bây giờ chúng ta chỉ chờ tin ở phía Đan Đan thôi. Mẹ, vô đây. Nhìn xem ai tới nè. Phùng cô nương, thật làm phiền cô quá, phải tới tận đây. Chào Yến nữ hiệp.
Thủ lĩnh, tình hình thế nào? Oai Ngực đáp, quả nhiên dẫn quân rời khỏi kho hàng. Tốt quá, cá đã cắn câu rồi. Đêm nay chúng ta sẽ diễn một màn ảo thuật cho hắn. Cục trưởng, có người nhìn thấy Vệ Đông Nhiên và Yến Dương Xuân cưỡi xe ngựa đi về phía cửa Bắc. Thì sao? Ngài không biết chứ. Bọn họ không đời nào lại đích thân đi chở hàng. Cho dù là tự đi chở hàng cũng không đi vào giờ này. Tôi thấy hành tung của họ vô cùng khả nghi. Ngài xem, chúng ta có cần bám theo không? Cục trưởng, lỡ như đội trưởng du kích ở chỗ bọn họ... Được, ta dẫn người đi điều tra. Người đến nhà ta, đưa chị gái ta đến cửa Bắc. Rõ. Asamoto cử người đến kho bãi hàng Bắc. Yến Dương Xuân cam chịu. Điều này ta còn có thể hiểu được. Nhưng Oai Ngực đáp về Yến Dương Xuân có huyết hải thâm thù. Hàng ngày hắn lượn qua lượn lại trước mắt cô ta, mà cô ta lại không hề có chút phản ứng nào. Thì quả thật kỳ lạ. Ngài nói cũng phải. Dạ. Nói đi. Phùng Gia Thụy dẫn người đến cửa Bắc. Nghe nói là gì cảm thấy Yến Dương Xuân và Vệ Đông Nhiên tự mình đánh xe chở hàng ra khỏi thành có vấn đề. Hắn lại có thể nhìn ra điểm này sao? Phùng Gia Thụy này cũng không đơn giản. Vệ Đông Nhiên và Yến Dương Xuân đích thân chở hàng ra khỏi thành, lại còn vào cái giờ này. Đây đúng là dùng 6 ngón tay chê oảnh tù tì, lại ra trò mới rồi. Bây giờ tôi sẽ dẫn người đến thành Bắc thăm dò tình hình. Không, Thạch Môn có 4 cổng thành. Đến tối có 2 cổng thành Nam Bắc thả cửa. Yến Dương Xuân khua chiên giống chóng đi cửa Bắc. Ta nghĩ mục đích thực sự của cô ta phải là ở cửa Nam. Đi thôi. Đến cửa Nam. Rõ. Bây giờ trên bàn có 2 chiếc bát và 3 quả bóng. Đại diện cho đội trưởng Dương và Triệu Nhi, bây giờ ta sẽ đặt nó vào lòng bàn tay. Sau đó ta cầm cây đũa này lên. Ta sẽ dùng cây đũa này đẩy quả bóng vào trong chiếc bát thứ nhất. Đi. Bóng đâu?
Chui vào trong chiếc bát thứ nhất rồi. Vậy bây giờ trong chiếc bát thứ nhất có 2 quả bóng, chiếc bát thứ hai có 1 quả bóng, đúng không? Được, bây giờ ta kêu nó đi. Đi. Thái Quân, tôi là quản lý của kho bãi Hàng Bắc, tên là Oai Ngực Đáp. Lô hàng này là phụng mệnh của đại tá Asamoto, phải mang ra ngoài thành trong đêm. Cô nói gì? Thiếu tá, chính mắt tôi nhìn thấy hắn ta lén lén lút lút xếp hàng lên xe chở đi. Còn nói gì mà? Phải cẩn thận, không được để người khác phát hiện. Thiếu tá, em trai tôi tối nay đã dẫn quân đi rồi. Tôi không tìm được cậu ấy, mà lại sợ Oai Ngực Đáp làm việc gì bất lợi với đế quốc Nhật Bản, nên mới cả gan đến đây báo cho ngài. Nếu có gì không thỏa đáng, xin ngài thứ lỗi cho. Cô làm rất tốt. Người đâu? Có. Truyền mệnh lệnh của ta, tập hợp đội ngũ. Rõ. Lúc kiểm tra hàng có thể nhẹ tay chút được không? Đó đều là dược liệu, không phải đất cát. Làm hỏng các vị phải đền đấy. Người nói gì cơ? Nói lại lần nữa xem. Cục trưởng Phùng, ngài chớ chấp nhặt với quân ấy. Quân ấy không biết nói chuyện. Ngài tiếp tục kiểm tra đi. Hai người ra xem phía sau, lục cho kỹ vào. Rõ. Cục trưởng, chị gái cô ta đâu? Đã tìm khắp nhà rồi, nhưng không thấy chị Phùng. Hình như không có ở nhà. Không có ở nhà. Đúng mà. Thôi, đừng kiểm tra nữa. Báo cáo các quân đệ giải tán đi. Rõ. Rút. Chặn lại cho ta. Đi. Mã gia, nửa đêm canh ba thế này có gì chỉ giáo vậy? Chỉ giáo thì không dám, nhưng trong lòng ta tràn đầy lòng nể phục đối với ngươi. Nể phục ngươi không có mệnh lệnh của đại tá Asamoto mà cũng có thể nửa đêm canh ba chở nhiều hàng như thế này. Ngươi nói xem có phải ta nên nói tốt cho ngươi vài câu trước mặt đại tá Asamoto không? Nếu không thì uổng phí lòng trung thành của ngươi quá. Ngươi nói có phải không? Ngài xem, ngài xem. Nói tốt thì không cần đâu. Khốn kiếp, mau dẹp đường cho ta. Làm nhớ chuyện của hoàng quân là các người xác định đây. Xin lỗi Thái Quân, xin lỗi, xin lỗi. Nào, dựng xe lên, mau lên. Nhanh lên, nhanh lên. Mã gia nói thật với ngài, lô hàng này vừa mới về, tôi cầm còn chưa kịp ấm tay, bây giờ đã có người bảo tôi chở đi. Tôi nghĩ thế này, chẳng may không bán được giá tốt thì làm thế nào? Nên là chưa kịp báo cáo với cấp trên, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Bất kể bán được bao nhiêu tiền cũng sẽ chia cho Mã gia 3 phần. Tôi giữ lại 3 phần. Số tiền còn lại mang đi lo lót quan hệ. 3 phần. 3 phần ngài thấy ít hả? Mã gia, để tôi cho ngài xem bên trong này là hàng gì là xong chứ gì. Đại ca, Oai Ngực Đáp, đi chở lô hàng này cho đại tá Asamoto cẩn thận. Ta đợi ngươi trở về, hai quân đệ chúng ta cùng uống no say một bữa. Mã gia, nhất định sẽ bán được giá tốt cho ngài. Đợi tôi nhé. Các quân đệ, lên đường. Đi. Bây giờ trong mỗi chiếc bát còn mấy quả bóng? Nếu đây là thật thì trong chiếc bát thứ nhất vốn có 2 quả bóng,
Trong chiếc bát thứ hai có một quả bóng, nhưng mẹ vừa dùng đũa để một quả đi. Vậy thì tức là chiếc bát thứ nhất có một quả, chiếc bát thứ hai có hai quả. Ta biết mọi người chắc chắn sẽ không tin. Nào, mở bát đi. Mẹ, mẹ biến quả bóng sang bên chiếc bát thứ hai thật à? Mẹ đúng là thần rồi. Vậy ta sẽ biến quả bóng thứ ba về lại trong chiếc bát thứ nhất. Đi. Thiếu tá Shigawa, oai ngực đáp đâu? Hắn ra khỏi thành rồi. Ngươi nhìn thấy hắn ra khỏi thành à? Đuổi theo. Mã gia, chỉ là một lô hàng, chắc không vấn đề gì chứ? Kinh động cả thiếu tá Shigawa thì sao có thể chỉ là một lô hàng? Gây rồi. Thôi xong, có chuyện rồi. Các huynh đệ, theo sát đi. Dân, thiếu tá Shigawa, đây là sao đông người vậy ạ? Thiếu tá, số hàng này là chở đi cho người ta trong đêm. Mở ra. Tôi mà ngày còn không yên tâm sao? Được được, các huynh đệ đừng đứng ngay ra đó. Mở ra cho thiếu tá xem. Dân, dân. Thiếu tá yên tâm, oai ngực đáp tôi một lòng trung thành với đế quốc Nhật Bản. Ngày còn không tin tôi. Không phải. Các huynh đệ, mau chóng xem số hàng đằng sau, mau lên. Dạ. Thiếu tá, thiếu tá, ngài làm gì vậy? Người nói đi. Nửa đêm nửa hôm, ngươi mang một lô hàng giả ra khỏi thành, đã có mục đích gì? Thiếu tá, tôi có thể có mục đích gì được chứ? Chắc chắn là có người muốn hại tôi. Ngài hỏi tất cả các huynh đệ xem, lúc xếp hàng lên xe toàn là hàng thật mà, sao bây giờ lại biến thành hàng giả được? Đây chẳng phải là có người chơi tôi sao? Tôi nhớ ra rồi, không phải ai khác chính là Yến Nhân Xuân. Cô ta đào hố cho tôi nhảy xuống. Người nghĩ xem ta tính ngươi sao? Thiếu tá, bớt giận, bớt giận. Thiếu tá, người phụ trách quản lý kho bãi hàng Bắc mà lại mang một lô hàng nhìn tưởng như là hàng thật nhưng thực chất là hàng giả ra khỏi thành. Không phải. Người cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Thiếu tá Shigawa, oai ngực đáp này là người thế nào ngài còn không biết sao? Tôi một lòng trung thành với đế quốc Nhật Bản. Tôi thực sự bị người khác chơi khăm mà. Sao ngài không nghe tôi chứ? Người đâu? Giải tên này về cho ta. Nhanh. Rõ. Thiếu tá Shigawa, tôi bị quan. Mà hai chúng tôi rốt cuộc bị biến qua bằng cách nào vậy? Huyền cơ chính là ở cây đũa này và bàn tay của ta. Thực ra trò tam tiên quy động này có rất nhiều hình thức, nhưng dù thay đổi ra sao thì bản chất vẫn là một, chính là thông qua thuật che mắt kết hợp với tốc độ. Thực ra mới đầu khi ta cầm quả bóng thứ ba này lên, quả bóng vẫn luôn nằm trong tay phải của ta, nhưng hai tay ta phối hợp nhanh khiến mọi người tưởng rằng bóng đã sang tay trái của ta rồi. Sau đó ta lại cầm cây đũa này lên, mục đích
chính là để che mắt. Mẹ con đã dùng lời nói và biểu diễn để mê hoặc các con, làm các con nghĩ rằng cô ấy đã đẩy quả bóng thứ ba vào trong chiếc bát thứ nhất, sau đó lại di chuyển sang chiếc bát thứ hai. Quân Nhi mở chiếc bát thứ nhất, phát hiện bên trong chỉ có một quả bóng. Mọi người liền tự động cho rằng trong chiếc bát thứ hai sẽ có hai quả bóng. Thực ra quả bóng thứ ba này vẫn luôn nằm trong tay mẹ con. Mà trong khoảnh khắc ta úp lại bát lần thứ ba, ta lại nhét quả bóng trong tay vào trong chiếc bát. Vì động tác của ta nhanh nên mọi người căn bản không hề phát hiện. Sau đó ta lại dùng đũa giả bộ như lại di chuyển một lần nữa, để mọi người lầm tưởng rằng ta đã đưa quả bóng về chiếc bát thứ nhất rồi. Con hiểu rồi. Để bọn họ tưởng rằng tụi con ngồi ở xe Oai Ngực Đáp để rời thành, nhưng trên thực tế là tụi con ngồi xe của quân Nhật để ra khỏi thành. Vì vậy quân Nhật vừa hay chính là cây đũa này. Nếu các ngươi làm cản trở hoàng quân chấp hành nhiệm vụ, ta sẽ giết hết tất cả các ngươi. Xin lỗi thái quân, xin lỗi, xin lỗi. Nào, xếp lên xe, mau lên. Đi. Vì vậy, tất cả đều đã được sắp đặt sẵn trước khi mở bát rồi. Chỉ cần mọi người mở bát thì mãi mãi sẽ không bao giờ đoán đúng cả. Nói, rốt cuộc chuyện là thế nào? Thiếu tá, tôi thực sự không biết là chuyện gì. Ngài nghe tôi từ từ giải thích được không? Lô hàng này là Yến Dương Xuân giao cho tôi. Cô ta bảo tôi chở lô hàng này ra ngoài thành. Lúc xếp hàng lên xe, tất cả các huynh đệ ở kho bãi hàng Bắc đều nhìn thấy. Quả thật hàng đều ở đó. Tôi cũng không biết là chuyện gì. Sao tự nhiên lại bị đánh tráo cơ chứ? Chắc chắn là có người muốn hại tôi. Thiếu tá Sugawa, chuyện này tôi phải trình bày rõ với ngài. Lô hàng này đích thực là của tôi, nhưng tôi đã nhận lời hợp tác với quân Nhật các vị. Vậy thì lô hàng này tôi nên tặng cho quân Nhật mới phải chứ. Những điều này tôi cũng đã nói với quản lý của kho bãi hàng Bắc là Oai Ngực Đáp. Hắn không chỉ đồng ý mà còn chủ động yêu cầu đích thân mang hàng đi tặng. Còn về sau, vì sao số hàng này lại biến mất thì tôi thật sự không rõ nguyên nhân. E là trong chuyện này có người rắp tâm mưu đồ bất chính. Yến Dương Xuân, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Được lắm, ta hiểu rồi. Là cô cố ý đào bẫy để ông đây nhảy vào, muốn hại ông đây phải không? Được thôi. Thiếu tá, hôm nay tất cả đều ở đây, ai cũng đừng hòng đi. Chúng ta điều tra rõ chuyện này, xem rốt cuộc là ai làm. Oai Ngực Đáp, ngươi có bằng chứng gì chứng minh ta đánh tráo hàng? Không lấy được bằng chứng phải không? Ta thấy trong chuyện này có người muốn tự biên tự diễn đó. Cô nói ta hay nói cô? Báo cáo. Báo cáo. Nói. Ở gần đoàn xe bên ngoài thành Nam phát hiện hai nhân vật khả nghi. Chúng tôi chuẩn bị đuổi theo thì gặp phải mai phục của đội du kích. Có vài binh lính bị đả thương. Nói mau, ngươi có phải là đội du kích không? Ngươi là người phụ trách của kho bãi hàng Bắc mà lại mang một lô hàng rỗng ra khỏi thành. Mục đích của ngươi chính là đưa người ra khỏi thành. Nói, người mà ngươi đưa đi có phải là Dương Liên Hải không? Thiếu tá, Dương Liên Hải là ai? Tôi còn không biết mà. Sao tôi có thể đưa bác lộ quân ra khỏi thành chứ? Tôi đối với ngài, đối với đế quốc Nhật Bản đều là một lòng trung thành. Điều này ngài biết rõ mà. Thiếu tá, thiếu tá bớt giận. Thiếu tá, ngài nguôi giận đã. Thiếu tá, nếu bọn họ muốn hại tôi thì tôi cũng không muốn giấu giếm gì nữa. Mã Bưu, còn ngay ra đấy làm gì? Nói ra sự thật cho huynh đệ đi. Lúc ra cổng thành, Mã Bưu đã đích thân kiểm tra hàng của tôi, thật hay giả hắn rõ nhất. Thiếu tá Sugawa, đúng là tôi có gặp Oai Ngực Đáp ở cửa Nam, nhưng hắn nói là làm việc cho hoàng quân Nhật Bản. Tôi nào dám ngăn cản hắn chứ. Thật sự là không hề khám xe. Nếu ta biết trên xe của ngươi có dấu Dương Liên Hải, ta lại có thể thả ngươi đi sao? Ý ngươi là sao? Chúng ta đã thỏa thuận hàng bán xong sẽ chia cho ngươi 3 phần mà, đúng không? Thiếu tá, không hề có chuyện này. Ngài phải tin tôi. Tôi cũng bị tên nhãi này lừa gạt thôi. Hắn làm đội du kích lại còn muốn kéo tôi xuống nước theo. Mã Bưu, ta cho ngươi đi chầu Diêm Dương. Nói, Dương Liên Hải rốt cuộc ở đâu?
Ý gì hả? Muốn lấy mạng ta chứ gì? Có gì là ông đây chưa từng gặp đâu. Ta bỏ bao nhiêu công sức vì người Nhật Bản các ngươi như thế, mà ngươi lại tin lời hắn không tin ta. Tiểu quỷ tử, hôm nay lão tử liều mạng với ngươi. Ta... Không ngờ ta nuôi một con chó cắn chủ. Áp giải Mã Bưu và Yến Dương Xuân vào đại lao cho ta. Bất kỳ ai cũng không được phép gặp. Chó, ai cho người giết Oai Ngược Đáp? Lỗ mãng, ngu xuẩn. Hắn chở hàng rỗng ra khỏi thành chính là để đưa gã đội trưởng du kích đó đi. Hai nhân vật khả nghi đó đã trốn thoát được từ khu vực đoàn xe của hắn. Người đúng là gỗ mục không thể đẽo. Oai Ngược Đáp ở trong tù giam suốt chục năm, sao có thể vừa ra tù đã cấu kết với đảng cộng sản được chứ? Tôi nghĩ chuyện này không hẳn. Người của đảng cộng sản xưa nay đều ẩn náu rất kỹ. Đủ rồi, nhiệm vụ của ngươi là chấp hành mệnh lệnh, chứ không phải cãi nhem nhẽm lại ta. Đừng tưởng ngươi xuất thân quý tộc là ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Chuyện đội trưởng du kích, ta sẽ bẩm báo rõ tình hình lên cấp trên. Thạch Môn có vị trí địa lý ưu việt, là khu vực giao tranh quân sự, có đường giao thông quan trọng. Nhiệm vụ chủ yếu trước mắt vẫn là phải phòng thủ Thạch Môn. Ta nghĩ cấp trên cũng sẽ không làm gì ngươi đâu. Yến Dương Xuân và Mã Bưu là người có tiếng tăm ở Thạch Môn. Theo quan sát của ta, hai người họ có mâu thuẫn rất sâu sắc. Có hai quân cờ kìm hãm lẫn nhau như vậy, cống hiến sức lực cho chúng ta thì còn gì bằng. Ngươi phải biết cách lợi dụng bọn họ. Hy vọng ngươi có thể rút được kinh nghiệm từ lần này. Dạ. Đã hẹn là sau khi trời tối sẽ gặp nhau ở cổng cục cảnh sát kia mà. Chị đi đâu vậy? Chị có biết không thấy chị em lo lắng đến giường nào không? Xin lỗi. Xin gì mà xin? Em không cần chị xin lỗi. Em hỏi chị đã đi đâu. Chị đi đâu? Chị làm gì? Chị không thể nói được. Với em mà còn có điều không thể nói sao? Hả? Là chuyện gì? Là chuyện gì có thể khiến chị không màng tới lời hẹn bỏ trốn của chúng ta, đến bây giờ vẫn còn giấu em? Nói đi chứ. Nói đi. Rốt cuộc vì sao? Vì sao? Chị nói đi. Có phải liên quan đến người của Yến gia không?
Nói đi, có phải liên quan đến người của Yến gia không? Phải, đúng. Chuyện này liên quan đến Yến gia. Yến nữ hiệp có lời nhờ chị, mà chuyện này lại liên quan đến mọi người. Được rồi. Phùng Gia Nhạn, em nói chị hay, chị không đi theo em có thể tha thứ cho chị. Chị không nói cho em biết ngọn nguồn câu chuyện, em cũng có thể không truy cứu. Nhưng em cảnh cáo chị, em không thể dung thứ cho chị qua lại với người của Yến gia. Đây là lần cuối. Bằng không em tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chị. Phùng Gia Thụy, đồ khốn. Cô, mẹ, Dương Xuân, muội về rồi. Sao hả? Người Nhật không làm khó muội chứ. Yên tâm đi, muội vô tội, được thả rồi. Mẹ, mẹ đói lắm rồi đúng không? Con làm đồ ăn cho mẹ nha. Mẹ không đói đừng làm. Cha nuôi đâu? Ông cụ cả đêm qua lo lắng không ngủ được, sáng sớm nay đã ra ngoài rồi, nói là phải tìm người hỏi thăm tin tức của muội. Muội về rồi đấy thôi. Đan Đan, mau đi tìm ông nội về đi con. Vâng. Dương Xuân, muội về rồi, còn Mã Bưu thì sao? Lúc muội đi, hắn vẫn còn bị nhốt ở trong đó. Muội đoán là lần này hắn lành ít dữ nhiều. Tốt quá. Tên khốn Mã Bưu này chết cũng không hết tội. Đã lắm, vụ này làm quá đẹp. Chỉ là không biết bây giờ Quân Nhi ra sao rồi. Có tụ họp được với đội trưởng Dương không? Vậy thúc yên tâm, trí thông minh của Quân Nhi, con và nhị đệ cộng lại cũng không bằng. Đúng vậy, Quân Nhi từ nhỏ như một con ngựa hoang, bây giờ cuối cùng nó cũng có thể tự do bay nhảy rồi. Hy vọng cha mẹ thằng bé ở trên trời linh thiêng có thể phù hộ cho thằng bé bình an, không xảy ra chuyện gì. Con vẫn còn chút không yên tâm, nhà chúng ta bỗng dưng thiếu mất một người, con sợ người ngoài sẽ sinh nghi. Con nói câu này mẹ mới nhớ ra. Không biết là có phải mẹ nghĩ nhiều quá không, nhưng mà lúc ở cửa Bắc, gã Phùng Gia Thụy đó cứ nhìn chằm chằm vào Quân Nhi. Không phải là hắn có khúc mắc gì với Quân Nhi chứ? Chuyện này không phải muội nghĩ nhiều đâu. Ta cũng để ý thấy, ta nghĩ không lo chuyện gì lớn, chỉ sợ điều không may. Nếu quả thật Quân Nhi có ân oán gì với Phùng Gia Thụy, thì việc Quân Nhi bỗng dưng vắng mặt, Phùng Gia Thụy chắc chắn sẽ nghi ngờ. Trong chuyện này, chúng ta phải xử lý thật thận trọng. Muội có cách rồi. Thiên Hoàng Vạn Tế, Thiên Hoàng Vạn Tế. Đại tá Asamoto, nghe hãy tin tôi, chuyện này thật sự không liên quan gì đến tôi cả. Vậy ngươi nói xem, tại sao lại không liên quan đến ngươi? Đại tá Asamoto, chuyện này tuyệt đối là trò quỷ của Yến Dương Xuân. Cô ta có thù với Oai Ngực Đát, đặt bẫy để hãm hại hắn ta. Giả lại, tên đội trưởng du kích trốn thoát kia chắc chắn là có dính dáng với Phùng Gia Thụy. Sao cơ? Đại tá Asamoto, có thể ngài không biết. Ngài có biết gã Phùng Gia Thụy này, mẹ nuôi của hắn là ai không? Chính là Yến Dương Xuân. Vậy là mối liên quan trong chuyện này chẳng phải đều đã rõ mùi mưa sao? Thì ra là như vậy. Ta vẫn luôn tin rằng người không liên quan gì đến chuyện này, cho nên hôm nay mới đặc biệt tới thăm người. Cảm ơn đại tá Asamoto. Cảm ơn đại tá Asamoto. Thông tin mà ngươi vừa nói rất quan trọng đối với bọn ta. Ta rất vui mừng, và cũng hy vọng sau này giữa chúng ta sẽ không có hiềm khích gì nữa. Chúng ta còn phải cùng nhau hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau. Vâng, chỉ cần đại tá Asamoto có việc gì cần đến tôi, Mã Bưu tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực góp sức cho ngài. Tốt lắm. Vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói với người. Sau khi ra khỏi đây, người nhất định phải bồi bổ cho tốt đấy. Chúng ta ngày sau còn dài rồi.
Mã Bưu cũng được thả ra rồi. Dân thưa cục trưởng, Mã Bưu cũng được thả rồi. Hơn nữa Hoàng Quân cũng không truy cứu chuyện này nữa. Nhưng điều kỳ lạ là mới trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, con út của Yến Gia là Yến Quân đã bị bệnh truyền nhiễm qua đời rồi. Yến Quân? Đúng vậy, ngài đã từng gặp nó. Nó chính là thằng nhóc đứng bên cạnh Vệ Đông Nhiên hôm trước ở cửa Bắc. Hắn chết rồi ư? Đúng vậy. Ngài cảm thấy có gì không ổn sao? Không, không có gì. Lui đi. Vâng thưa cục trưởng. Quân Nhi à, xin chia buồn. Đông Nhiên ca, Đông Nhiên ca, huynh làm gì mà gào khóc thảm thiết vậy? Mưa đừng ngăn cản ta nữa. Đã lâu không được khóc đã đời như vậy rồi. Mưa hãy để cho ta khóc đủ một lần đi. Quân Nhi của ta ơi. Cô, dạy thúc. Quân Nhi nhị đệ và đội trưởng Dương đã về đội thuận lợi rồi. Thật à, Dương à, tốt quá. Quân Nhi à. Dạy thúc. Được rồi, được rồi. Phiền hà rồi. Nói thế nào thì chúng ta cũng là chỗ quen biết lâu năm, không cần khách sáo như vậy. Giả lại hôm nay ta đến đây, một là để chia buồn, hai là đến để chúc mừng cô. Giờ là lúc nào mà ngươi đến đây chúc mừng? Rốt cuộc ngươi có ý đồ gì? Đương nhiên là ta có lòng tốt đến chúc mừng Yến Dương Xuân đã tìm được đứa con thất lạc nhiều năm. Mã Bưu, đầu óc ngươi bị hậu đồ à? Ngươi nói gì vậy? Ta chẳng hiểu gì cả. Cô vẫn chưa biết đúng không? Tên Đại Hán Giang mà ai ai cũng căm ghét, Phùng Gia Thụy, chính là đứa con trai ngoan thất lạc nhiều năm của cô, Yến Thanh. Đúng là miệng chó không phun được ngà voi. Mã Bưu, ta biết ngươi hận ta, nhưng ngươi cũng không cần bịa ra câu chuyện cười hả cấp như vậy để lừa ta chứ. Thành nhiệt của ta đã chết từ lâu rồi. Nó bị ngươi bắt đi, cũng bị chính tay ngươi hại chết. Đúng là bị ta bắt đi, nhưng hàng ngày nó đều mong ngóng cô đến cứu nó. Nó cứ đợi mãi, đợi mãi, đợi cho đến khi nó bị lôi ra nơi xử bắn, cô cũng không xuất hiện. Sau đó Thạch Thiên Kỳ gây hỗn loạn, tạo điều kiện cho nó chạy thoát. Vì vậy bây giờ nó mới sống sót trở về.
Bê cái hòm ra. Cục trưởng, có đường hầm. Xuống dưới lục soát. Kẻ Phùng Gia Thụy này từ nơi khác mà đến. Sao hắn lại biết nhà chúng ta có hầm ngầm? Con cứ cảm thấy kẻ Phùng Gia Thụy này nhìn quen quen. Chị gái hắn nói Phùng Gia Thụy từ nhỏ đã ho suốt. Điểm này rất giống với Thanh Nhi nhà ta. Không thể nào. Chuyện này không thể nào. Người có bằng chứng gì nói Phùng Gia Thụy chính là Yến Thanh? Em trai mình trở về mà không nhận ra, lại còn đòi chứng cứ với một người ngoài như ta. Yến Dương Xuân, bà con ở vùng này đều tôn trọng gọi cô là Yến Nữ Hiệp. Bây giờ con trai cô lại là Đại Hán Giang, giết người cướp của không chuyện ác nào không làm. Yến Nữ Hiệp, chuyện này cô quản hay là không quản đây? Mẹ là Nữ Hiệp, con trai là Đại Hán Giang. Yến Dương Xuân, để ta xem cô xử lý vụ này thế nào. Con nghe nói kẻ hạ lệnh bắt người là cục trưởng cục cảnh sát mới đến, tên là gì mà Phùng Gia Thụy. Người nói người này không những bán mạng cho người Nhật mà còn truy bắt nhân sĩ kháng Nhật, thu phí bảo hộ ở khắp nơi, ức hiếp dân chúng, làm đủ việc xấu. Bây giờ mọi người đều gọi hắn là Phùng đáng chết. Cái tên này đặt hay lắm. Loại hán gian như hắn phải giết cho hả dạ. Cô, mẹ, người đi đâu vậy? Ta đi tìm Thanh Nhi. Đây chắc chắn là trò quỷ của Mã Bưu. Muội đừng tin hắn. Với lại hắn có phải là Thanh Nhi hay không, chúng ta chưa thể xác định. Là nó. Ta biết nó chính là Thanh Nhi. Ta phải đi tìm nó. Ta phải đưa nó về nhà. Cục trưởng, Yến Dương Xuân nói muốn gặp ngài. Yến Dương Xuân? Cô ta muốn gặp ta làm gì? Không rõ. Chắc không phải liên quan đến kho bãi hàng Bắc chứ? Cho cô ta vào đi. Dân. Dạ.